Trong nhiệm kỳ qua, phương thức lãnh đạo của Đảng bộ xã Chí Nang thường xuyên đổi mới theo hướng sát cơ sở. Căn cứ tình hình thực tiễn, Đảng bộ xây dựng kế hoạch cụ thể, ban hành các nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ. Với tinh thần đoàn kết, chủ động, khắc phục khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Chí Nang đã phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 20, nhiệm kỳ 2015-2020. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm giai đoạn 2016-2020 đạt 4%, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 36 triệu đồng, đạt 240% chỉ tiêu nghị quyết đại hội. Tỷ trọng nông lâm thủy sản giảm từ 74% năm 2015 xuống còn 66% năm 2020. Công nghiệp xây dựng tăng từ 23% năm 2015 lên trên 28% năm 2020. Dịch vụ tăng từ 3,1% năm 2015 và lên 5,3% năm 2020. Trong 5 năm, Đảng bộ và nhân dân xã Chí Nang đã đồng tâm nhất trí, tập trung sức người sức của cho việc xây dựng nông thôn mới. Kết quả đã huy động sức dân xây dựng kiên cố được trên 11 km kênh mương thủy lợi cấp 1, cấp 2 và mương nội đồng, tiêu úng, bê tông hóa được gần 20 km đường giao thông nông thôn, nâng cấp làm mới 4 nhà văn hóa thôn, cơ sở vật chất trường, lớp học, trạm y tế xã được đầu tư nâng cấp. Đến năm 2019, có 5 trên 5 thôn được công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới và xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong 5 năm, tổng số công trình đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn xã là 8 công trình. Hỗ trợ nhân dân thực hiện các công trình nhỏ lẻ xây dựng nông thôn mới, tổng vốn đầu tư là trên 65 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 18 tỷ đồng, thu ngân sách 5 năm đạt gần 41 tỷ đồng, tăng 97,8% so với giai đoạn 2010-2014. Lĩnh vực giáo dục có bước phát triển, tỷ lệ học sinh đến lớp đạt 100%, chất lượng phổ cập giáo dục được nâng lên, cơ sở vật chất được tăng cường, đảm bảo đủ cho việc dạy và học 2 buổi một ngày, chất lượng đại trà được nâng lên, chất lượng giáo dục mũi nhọn được chú trọng. Tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa là trên 80%, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ tại điểm du lịch Thác Ma Hao, bản Năng Cát, bước đầu đã gắn kết được phát triển du lịch với giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc. Hàng năm đạt từ 7 đến 10.000 lượt khách du lịch đến tham quan du lịch, huy động xây dựng được 21 nhà cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo. Trong 5 năm, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm đều giảm. Từ năm 2015 là 41% thì đến năm 2019 giảm xuống còn 7%, vượt chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Công tác phát triển đảng được quan tâm chú trọng. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 43 đảng viên mới, đạt 86% chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Hiện nay có 206 đảng viên sinh hoạt ở 7 chi bộ. Công tác đánh giá xếp loại cán bộ đảng viên hàng năm có 100% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ. Tỷ lệ chi bộ đảng trong sạch vững mạnh hàng năm tăng từ 100% năm 2015 lên 80% năm 2019. Thì đến thời điểm này thì đối với công tác chuẩn bị về các báo cáo chính trị, các văn kiện phục vụ đại hội cũng như là nhân sự chuẩn bị cho đại hội thì Đảng bộ xã Chí Nang thì đã tổ chức thực hiện các bước và được Ban Thường vụ Huyện ủy Lang Chánh đồng ý cho phép là chuẩn bị đại hội. Còn đối với nhân sự thì Đảng bộ xã Chí Nang thì đã nghiên cứu và cũng đã chuẩn bị nguồn nhân sự tại chỗ. Thì trong cái thực hiện theo cái quy định Đảng bộ xã Chí Nang thì từ 13 đến 15 thì xác định là 15, thì đại hội lần này thì là bầu 15 này cấp ủy nhưng mà bầu 14 thì báo cáo đồng chí thì như thế. Còn về cái công tác chuẩn bị thì công tác tuyên truyền thì các cái pano áp phích rồi băng rôn khẩu hiệu rồi là trang trí khánh tiết thì đến thời điểm này thì cũng đã sẵn sàng cho cái ngày đại hội. Và cái ngày đại hội thì cũng đã được thống nhất và đăng ký với huyện là vào ngày 16 và ngày 17 tháng 5 thì đại hội sẽ diễn ra tại Đảng bộ xã Chí Nang. Trong nhiệm kỳ thì Đảng bộ xã Chí Nang xác định các cái chương trình trọng tâm của Đảng bộ xã Chí Nang trong nhiệm kỳ tới thì là có 3 cái khâu chương trình đột phá. Đó là chương trình phát triển kinh tế lâm nghiệp gắn với chế biến. Và cái chương trình thứ hai là chương trình phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc. Và thứ ba
là chương trình phát triển chăn nuôi đại gia súc, gia cầm, thủy sản theo hướng gia trại và trang trại. Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 là những dấu ấn tiền đề quan trọng để Đảng bộ xã tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, mục tiêu bao trùm trong nhiệm kỳ mới mà Đảng bộ xã hướng đến là tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, giữ vững khối đại đoàn kết thống nhất, tiếp tục đổi mới tư duy và phương thức lãnh đạo, nâng cao trách nhiệm, huy động sức mạnh tổng hợp và tạo ra sự phát triển nhanh và toàn diện trên các lĩnh vực, tập trung đẩy nhanh phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo chuyển biến rõ nét trên lĩnh vực văn hóa xã hội, thực hiện giảm nghèo bền vững, không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, hoàn thành 3 chương trình trọng tâm và 2 khâu đột phá, quyết tâm xây dựng xã Trí Nang đến năm 2025 đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao.